Cái ngôi nhà này thì rất là khó khăn, nát hết. Mưa là phải dùng thau để mà hứng này hứng chỗ kia. Mà hoàn cảnh khó khăn, không có thu nhập, mà bệnh hoạn thì suốt. Ông thì đang chạy xe Nam Bắc, cái rồi ông bị quỵ xuống vậy rồi. Rồi cô cũng mới bị năm mấy nay. Thì hai vợ chồng bị hết trơn, nằm lại thương mấy năm nay rồi. Hoàn cảnh khổ quá rồi, không có tiền làm. Nửa đêm nó hôm ngủ, trời ơi, nó chảy vô mặt. Mệt quần áo đồ ướt hết. Che tùm lum tà la hết chú ơi, thôi khổ quá. Tôi thì cũng làm, tôi cũng là từ hoàn cảnh khó khăn đi lên. Mình thấy những hoàn cảnh khó khăn mình cũng xót xa. Mình đã có dự định rất là lâu rồi, nhưng mà may mắn là đợt này đài VTV3 đã có được một cái chương trình rất là hữu ích cho người lao động, cho nên mình đã có dự định từ đầu rồi, dành hết cái phần thưởng đó để mà mình đi hỗ trợ những người khó khăn. Ngôi nhà này nếu mà phải sửa là có thể là phải sửa lại hết đó, nhưng mà cái số tiền của mình không đủ để mà hoàn thiện nguyên căn nhà, cho nên mình chỉ hỗ trợ được cái phần là máy tôn cho ông bà thôi, để cho bà ông bà là tránh được những cơn mưa gió trong mùa mưa bão sắp tới. Cái là mày nói nó qua kéo nó qua đừng cứ để nó. Mắt tôn của mình đã về tới nơi, mình đã chọn được tấm tôn lợp cho bà rồi. Và hiện tại bây giờ là hẻm nhỏ mà xe vào không được, mình phải hạ xuống để vào từ tấm thôi. Thì hôm nay thì lợp xong rồi, trời cũng vừa mưa. Nhưng mà mấy nhà đã kín rồi thì tôi cũng mừng dữ lắm, không có còn dột nữa. Nếu mà không tham gia được chương trình giờ thứ 9 cộng này, mình cũng chẳng biết chờ vào cái dịp nào để mà sửa lại được mái nhà cho bà. Một lần nữa cho tôi gửi lời cảm ơn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng với đài VTV3, ban giám đốc công ty đã hỗ trợ cho tôi làm được căn nhà. Chương trình giờ thứ 9 cộng luôn tâm tim người lao động.